chỉ với tập thể thao. Ai muốn quê đẹp chỉ với tập thể thao. Con cào cào có cái cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ lùm cây sang bụi cỏ. Con cào cào rất thích thể thao, nằm mơi bay nhanh mơ nhảy rất cao. Muốn quê đẹp chỉ phải tập thể thao. Ai muốn quê đẹp chỉ phải tập thể thao. Muốn quê đẹp chỉ phải tập thể thao. Ai muốn quê đẹp chỉ phải tập thể thao. Con cào cào có cái cánh xanh xanh nè, nó bay rất nhanh từ luôn cái sông bụi cỏ. Con cào cào rất thích thể thao, nằm mơi bay nhanh mơ nhảy rất cao. Muốn quê đẹp chỉ phải tập thể thao. Ai muốn quê đẹp chỉ phải tập thể thao. Muốn quê đẹp chỉ phải tập thể thao. Ai muốn quê đẹp chỉ phải tập thể thao. Con cào cào có cái cánh xanh xanh nè, nó bay rất nhanh từ luôn cái sông bụi cỏ. Con cào cào rất thích thể thao, nằm mơi bay nhanh mơ nhảy rất cao. Muốn quê đẹp chỉ phải tập thể thao. Ai muốn quê đẹp chỉ phải tập thể thao. Muốn quê đẹp chỉ phải tập thể thao. Ai muốn quê đẹp chỉ phải tập thể thao. Muốn quê đẹp chỉ phải tập thể thao. Ai muốn quê đẹp chỉ phải tập thể thao. Bao con cá chê non cùng ba chú cá rô ron, tung tăng chim
và rong ruột. Chú hát thì cùng bọn mi. Bao nhiêu chú chim ri cùng ba chú cá đô phi. Nghe tiếng hát mây ly cùng vua tiên chi cười cười.
mua thêm một vài quyển sách hay, để mua siêu nhân hay là người may, để mua quần áo hay đôi giày. Tiền lì xì là để làm gì? Chẳng cần làm gì vì những thứ kia mẹ mua cho em có rồi đúng cả, thì em không phải mua thêm gì. Bỏ ống heo để khi cần đen sẽ giúp thêm cho những bạn nghèo. Lọc sữa hay là thùng mì gói, áo ấm mua cho những người nghèo. Hello. Chúc mừng năm mới. Tiền lì xì là để làm gì? Để mua thêm một vài quyển sách hay, để mua siêu nhân hay là người may, để mua quần áo hay đôi giày. Tiền lì xì là để làm gì? Chẳng cần làm gì vì những thứ kia mẹ mua cho em có rồi đủ cả, thì em không phải mua thêm gì. Con sẽ học cách tiết kiệm từ bây giờ.
cùng chúng mình. Các bạn nhé. Áo. Chưa?
lòng. Ngon cái là chi cha mẹ đều cùng hôn chúng ta. Ngon cho là chi thầy cô, ba mẹ chú bác họ hàng. Ta nắm tay và yên tâm nơi đồng hồ vui chơi. Ngon giữa ta bắt tay nhau khi thấy ai đã quen thuộc. Nhưng ngon áp út cười là thì ta nên đứng xa. Tên ngon út là người sau, đứng xa ta phải nghe ta. Bỏ chạy khi thấy lo, hãy từ bao về chúng ta, hãy từ các bạn nhỏ ơi, hãy tự bảo vệ chính mình nhé. Mấy con tôm cho mẹ để mẹ ăn cơm. Vào bếp đâu cái trứng ốp là lấy con cá kho thêm mặn mà để dành cho cha. Mẹ khen cháu ôi thơm ơi là thơm, muốn ăn hết nguyên cả một nồi cơm. Mấy con tôm cho mẹ để mẹ ăn cơm. Vào bếp đâu cái trứng ốp là lấy con cá kho thêm mặn mà để dành cho cha. Mẹ khen cháu ôi thơm ơi là thơm, muốn ăn hết nguyên cả một nồi cơm. Hãy